Hôm nay gia đình em Thảo có 10 lô thanh lý, mỗi lô là 5 cây, em bán là 200.000. Là những cái dòng em Thảo bán là như là châu như mắt đỏ, 5 cái trắng phú thọ, 5 cái trắng hiển oanh, hồng mỹ nhân thôi. Đó, và tất cả những cái hàng, kể cả nó có bị vẫn còn đẹp mà nó đã hàng hoàn thì gia đình em Thảo đều bán thanh lý để ra lộc cho anh chị em nào yêu mến. Và tính ra thì chỉ có 40.000 một chậu thôi, rất là đẹp nhá. Cây nó chỉ hơi mất nước một tí và nhà em đã dưỡng rồi, nên là cô chú anh chị hoàn toàn là chúng ta vẫn có thể thuần được 200.000 một lô ạ, có 10 lô. Vì điệp châu như F1 là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để chúng ta săn bệt đúng không ạ? Và cùng một cái lô này đã được rất nhiều cô chú anh chị nở ra những cái mặt bông bệt rất là đẹp và phản hồi lại rất là thích đấy ạ. Và em có để phần ra một chú gồm có lá. Chú ấy bảo là mua 12 chậu và em có để phần ra thì là em vẫn chưa thấy lên lấy, nên là em sẽ bán ra lộc cho cô chú chị nào yêu mến nhá. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 thân và mỗi thân của nó cao khoảng từ 12 cho đến 20cm nhá cả nhà nhá. Gồm có 2 thân, một chậu rất là đẹp này. Đó, đây. Thân của nó là thân tím luôn này, hoặc thân tím một tí này. Đây. Đó. Bình thường mỗi một chậu em Thảo bán từ 150 cho đến 170 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em bán với giá là em bán theo combo luôn nhá. Tại vì là có chú ấy bảo là lấy 3 chậu này về để trồng vào một chậu. Nó cũng rẻ nên là em sẽ bán cực kỳ là mềm với giá ra lộc lá 300.000 được 3 chậu này. Được 6 thân cực kỳ là đẹp nhá. Em chỉ còn có là 4 phần nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhá. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có 5 chậu đuôi công là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Và đây là thực chất của nó là cây báo hỷ lai của bên Thái. Có mặt bông cực kỳ là đẹp và hoa hầu như là nở quanh năm rất là đẹp. Và tình trạng cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Và đây là hàng để phần nên là em mới còn thôi. Cả nhà có nhìn thấy hàng đang bật thân tơ rất là nhiều và khoảng tầm 3 đến 4 đến 5 thân tơ rất là to nhá. Vì đây là hàng để phần nên rất là đẹp. Đó, bình thường em Thảo bán với giá là 250 được không ạ? Hôm nay em bán với giá thanh lý thôi ạ. Bởi vì là hàng thì em để phần nên là em không giữ hàng mà chưa thấy họ lên lấy nên là em sẽ bán nhá. Em bán với giá là 180.000. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có sưu tầm nhá. Chỉ có 5 cây này em chọn ra đẹp lắm đây này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất là xinh, hàng đã tắt ngọn chuẩn bị cho bông. Và mùa xuân này rồi, này, rất là xinh nhá. Đó. 180.000 thôi. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân hàng lỗi lá. Đây cả nhà các bạn nhìn thấy đây này, hàng của nó lỗi lá như này. Và cái lá ngọn của nó vẫn hoàn toàn bình thường nhá cả nhà nhá. Mỗi một cây của nó gồm có là một thân to đây này, khoảng tầm 30cm và một cái thân con nhá cả nhà nhá. Đây ạ, lỗi lá nhưng mà lá ngọn của nó vẫn bình thường nhá. Đây ạ. Em bán thanh lý, bình thường em Thảo bán 280.000 đúng không ạ? Hôm nay em thanh lý chỉ còn có 180.000. Và số lượng em chỉ có 6 cây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có sưu tầm nhá. Hồng mỹ nhân không bao giờ có giá này luôn, nhưng mà nó hơi bị lỗi lá như này. Thì nếu mà chúng ta trồng ấy thì kiểu gì sau này nó cho hoa đấy ạ, nó cũng rụng hết lá mà. Nên là anh chị em nào sưu tầm thì chúng ta có thể là sưu tầm nhá. Và đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ rất là đẹp đấy. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây sơn thủy tiên hàng thân lùn của gia đình em. Và hàng kg mỗi một lần khi mà về hàng thân lùn thì được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Bởi vì thân lùn khi mà chúng ta ghép vào những cái dớn đĩa như này thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Đấy, cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây, mỗi một chậu gia đình em ghép vào những cái dớn đĩa nhìn rất là xinh luôn. Và hoa của nó cả nhà nhìn ở trên màn hình ở đây ạ, hoa cực kỳ là đẹp. Đây, cái dòng thân lùn này, củ bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo còn có 6 chậu duy nhất. Bình thường em Thảo bán với giá là 370.000, ngày hôm nay em chỉ còn có 6 chậu nên là em bán với giá là 330.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 600.000 nhá cả nhà nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đây này, cả nhà gọi nhìn thấy này. Đó, hàng thân lùn. Không phải lúc nào nhà em cũng có những cái chậu thân lùn là để giao lưu với cả nhà đâu ạ. Hôm nay gia đình em Thảo chia sẻ với cả nhà một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và không thể thiếu trong bộ sưu tập hoa lan của mình. Đó chính là hoàng thảo trầm tím, nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất. Chính vì nó đẹp và mỹ miều như vậy nên là trầm tím nằm trong top 7 loại hoa lan có giá trị kinh tế đắt đỏ nhất. Đắt hơn cả kiều dẹt đúng không ạ? Riêng hàng kg của nó thì rơi khoảng tầm 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu một cân. Đấy, và ngày hôm nay gia đình em Thảo có xuất những cái chậu trầm, mỗi một chậu gồm có 4 thân tơ đấy ạ. Mỗi thân của nó không quá là cao, chỉ cao khoảng từ
5 cho đến 10 cm thôi, cả nhà các bạn nhìn đây. Và mỗi một chậu đây là hàng để gây giống nhá cả nhà nhá. Em bán giá cực kỳ là mềm ạ, chưa bao giờ có những cái chậu trồng mà giá mềm như này luôn, bởi vì nhà em thì chỉ còn có mấy chậu, bởi vì năm ngoái nhà em hàng Tết nên là nhà em lấy về ghép đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 180.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Anh chị em nào mua 2 chậu thì em bán giá là 350.000 nhá. Và số lượng em thảo chỉ có là 10 chậu thôi, nên là anh chị em nào chúng ta yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đây. Rất là đẹp luôn, cả nhà có nhìn thấy có thân của nó cao hơn và có thân đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông đợt tới luôn này. Đó, và những cái chậu thân thì nó không có nhiều đâu. Đây, anh chị em nào nhanh tân nhanh tay thì còn nhá. Một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến, và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm, đó chính là trầm cửu long. Cây rất là cao đây ạ, cây cao khoảng từ 50 cm rồi đấy ạ, nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2 m. Đó, còn đạt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh, cây lá của nó này, thân này đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2-3 chậu và chúng ta trồng một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm, và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bạn lá dày, đẹp, cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Hôm nay gia đình em Thảo đã lựa ra được 10 chậu cây phi điệp lá mít Hòa Bình, hàng thân khủng của gia đình em để tri ân quý khách hàng. Và cái dòng cây phi điệp lá mít này có một cái điều đặc trưng là khi mà cây của nó, cây trưởng thành đạn lá của nó sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Và cái thân của nó sẽ to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta khi mà cây được chăm sóc tốt. Và bình thường em Thảo bán với giá là 280.000 đúng không ạ? Hôm nay tri ân quý khách hàng với giá là 240.000 một chậu. Mỗi một chậu cây cao khoảng từ 12 cho đến 18 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm có 2 thân cực kỳ là đẹp ạ. Và cái lô đợt vừa rồi em Thảo có ở trong cái chậu này là chậu 13, còn đây ạ, đây là những cái chậu nhựa như này thì sẽ rất là phù hợp khi mà em gửi qua bưu điện cho cô chú anh chị, vừa giảm được cước mà cây của chúng ta còn được đảm bảo hơn nữa, mà cây của nó vẫn không hề thay đổi nhá, cây của nó thậm chí còn đẹp hơn nữa này. Đó, đây là dòng lá mít, ở đây cũng vậy ạ. Đó. Đây. Và cô chú anh chị nào yêu mến chậu phi điệp lá mít Hòa Bình, hàng thân khủng, hàng gieo hạt của gia đình em thì gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Và khi mà mua về chúng ta qua so sánh giữa lá cây phi điệp lá mít này với những cái dòng cây phi điệp khác thì cả nhà sẽ nhận ra có một sự khác biệt, đó chính là lá của cây phi điệp lá mít Hòa Bình này dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Và số lượng em Thảo chỉ có 10 chậu nên là anh chị em nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa rất là mới, có mặt bông cực kỳ là đẹp ạ, mặt bông mẹ rất là xinh, đó chính là phi điệp hồng mẫu hậu. Hồng mẫu hậu là một trong những cái dòng hoa rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Hàng gieo hạt, thân của nó xanh lét luôn này. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân, cây đẹp lắm. Đây ạ. Đó. Cây khỏe nhá, cây ăn nắng, cây khỏe lắm. Anh chị em nào muốn sưu tầm thì có thể là sưu tầm 1-2 cây. Em bán bình thường là cái đợt vừa rồi tháng 3 năm ngoái em bán là 90.000 một chậu đúng không ạ? Mà toàn là một thân thôi, đây thân là bé bé như này này. Đó. Ngày hôm nay em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm luôn ạ, 75.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm. Có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và thân cũng rất là khỏe nữa. Đó, phi điệp hồng mẫu hậu nhá. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước đang được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm đúng không ạ? Cô chú anh chị có thể nhìn thấy mặt bông cực kỳ là đẹp và mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Mỗi thân của nó cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm rất là đẹp. Và số lượng gia đình em Thảo không có nhiều nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước cực kỳ là đẹp. Đây ạ, rất là xinh đấy ạ. Đấy, số lượng không có nhiều. Em bán với giá là 75.000 một chậu. Mỗi một chậu gồm có 2 thân, cực kỳ là đẹp và xinh xắn dễ thương. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì gia đình em Thảo đã lại về thêm phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Đấy, mỗi một chậu khoảng 2 thân tơ, ngày hôm nay do bản thân em chọn nên là cây xinh lắm này, cả nhà nhìn thấy các bạn. Đó, nhìn cái lá của nó dài, có một cái điều đặc biệt đúng không ạ? Rất là đẹp, cây khỏe, cây xinh. Bình thường em Thảo bán mỗi một chậu như này là 90.000 cho đến 100-101 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất ngày hôm nay em sẽ bán với giá 70.000 một chậu, 2 thân, thật là xinh như anh chị em có thể nhìn đấy ạ.
và số lượng thì em không có nhiều đâu ạ. Đó, nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Cây khỏe lắm, lá thì dài xinh này. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ. Đó, rất là xinh nhá. Phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt chỉ có 70.000 một chậu 2 thân ạ. Phi điệp bảo bảo là một trong những cái dòng hoa có mặt bông cực kỳ là đẹp đúng không ạ, và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về, mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhá. Đó, cây cao khoảng từ 5 cho đến 8 cm, nếu mà chúng ta mua chậu 1 thân thì nó sẽ cao hơn, còn mua chậu 2 thân thì nó chỉ cao khoảng tầm 6 cm thôi. Phi điệp bảo bảo này em bán với giá là 75.000 một chậu nhá. Phi điệp bảo bảo hàng làm giống cực kỳ là xinh, có mặt bông mẹ rất đẹp, và đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Phi điệp bảo bảo. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú chị yêu mến, đó chính là cây phi điệp năm cánh trắng Hiển Oanh, hay gọi là phi điệp HO hàng gieo hạt năm nhất của gia đình em, gồm mỗi một chậu khoảng tới 1 đến 2 thân, nhưng mà chủ yếu là 2 thân nhé cả nhà nhá. Em sẽ bán dòng 2 thân, bình thường em Thảo bán khoảng tới 100 cho đến 101 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá rất là rẻ luôn ạ. Giá là 75.000 một cây. Cô chú chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Mà bông mẹ như chị em nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Đây là hàng gieo hạt, cây rất là khỏe và rất là xinh đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Hôm nay dòng mắt đỏ Hòa Bình vừa mới về cả nhà ơi. Đây ạ, đây chính là cây của nó này. Cây của nó hơi tím tím một chút. Đó, rất là đẹp, và mỗi một dòng của nó, mỗi một cây khoảng từ 1 đến 2 thân. Đây ạ, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Em bán mắt đỏ Hòa Bình giá 75.000, đây là hàng gieo hạt, có tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80%, và cái cây hoa này có cái mặt bông rất là đẹp, hoặc mặt bông mẹ khi mà mưa nó thấm hoặc là chúng ta sương vào thôi thì cái đôi mắt của nó sẽ nhòe ra giống như là máu luôn đấy ạ. Đó, đây chính là mắt đỏ Hòa Bình nhé cả nhà nhé. Mỗi một cây không quá là cao, cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm thôi. Em bán với giá là 75.000 một cây ạ. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình nhé cả nhà nhé. Xinh lắm, đây này. Đó, đẹp quá ạ. Cây của nó chỉ cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm thôi. Đây nữa này. Đó. Đây, cây nó cao khoảng từ 3 đến 5 cm nhá. Rất là xinh. Mắt đỏ Hòa Bình hàng giống, nhỏ con xinh xắn dễ thương hai thân. Phi điệp bảo bảo này HO, còn bên trong này là người đẹp Nha Trang, nó chính là phi điệp hòn hèo đúng không ạ? Có mặt bông mẹ rất là đẹp, và đây là một trong những cái dòng hoa được nhiều cô chú anh chị sưu tầm đúng không ạ? Phi điệp hòn hèo em bán với giá là 75.000 một chậu. Đó. Bình thường những cái chậu như này là toàn là bán 90.000 đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay em bán rẻ nên là em bán cục bộ luôn. Đó. Thân của nó có thân tím, tím tím. Đó, đây này. Cây của nó là, lá của nó là bầu hơn, xinh lắm. Em bán với giá là 75.000 một cây, người đẹp Nha Trang nhé cả nhà nhé. Có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc, rất là xinh xắn, dễ thương. Đó, xinh quá. Đó, bên kia là Phú Thọ, kia là Hồng Mỹ Nhân được không ạ? Đây, đây chính là cây phi điệp Hồng Mỹ Nhân. Ở cái thân nó xanh nhưng mà vẫn có một chút tím tím đúng không ạ? Đó. Phi điệp Hồng Mỹ Nhân em cũng bán chỉ có 75.000 thôi. Hôm nay bán toàn có 75.000 là nhiều đúng không ạ? Và cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm. Em gửi từ 2 cây trở lên nhé cả nhà nhé. Phi điệp Hồng Mỹ Nhân, đây là hàng gieo hạt thôi ạ. 2 cây của nó cao hơn so với cây cây hòn hèo một chút này. Đó, cây cao khoảng tầm 5 đến 5 cm. Đó, có cây chỉ có một thân thôi. Em bán với giá 75.000, có mặt bông mẹ rất là đẹp và xinh luôn ạ. Đó, đây là một trong những cái dòng hoa bán rất là chạy của gia đình em. Đây, bên trên này là Phú Thọ này, bên kia là Hòn Hèo này, HO. Đó, và cô chú anh chị nào mà những cái cây con thì em sẽ gửi từ 2 cây trở lên nhé cả nhà nhé. Phi điệp Hồng Yên Thủy là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm đúng không ạ? Ngày hôm nay gia đình em Thảo rất là nhiều những cái hàng cây con giống, thì em sẽ làm từng cái mặt hàng em quay giới thiệu từng chi tiết luôn. Và đây là cây phi điệp Hồng Yên Thủy, mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 4 cm, 5 cm, rất là đẹp đấy ạ. Em bán với giá, bình thường em Thảo bán với giá là 80 đến 90.000 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em chỉ bán với giá là 75.000 một chậu 2 thân. Rất là đẹp nhá. Có chậu một thân nhưng mà em sẽ chọn cho cả nhà chậu hai thân đấy ạ. Xinh lắm. Có cây cũng nhiều thân một tí này. Lá của nó cực kỳ đẹp luôn. Đó. Hồng Yên Thủy 75.000 một chậu hai thân.
Phi điệp nam cánh trắng mắt nai là một trong những dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Cái đợt tháng 5 vừa rồi em Thảo về là hết sạch luôn và ngày hôm nay mãi mới có hàng đấy ạ. Cây cao từ 5 cho đến 6 cm, mỗi một chậu của nó không quá là cao nhưng mà cây của nó rất là khỏe đấy ạ. Đấy. Bình thường vừa rồi em Thảo bán là 90.000 một chậu đúng không ạ? Hôm nay duy nhất ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 65.000 một chậu. Chỉ ngày hôm nay thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm nhá. Và số lượng em chỉ có 300 cây thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể gọi điện trực tiếp cho em. Và đây là mặt bông mẹ của nó rất là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Đấy. Dạ nhà em ngày hôm nay có rất nhiều luôn ạ. Đấy, 1 2 3 4 5 6 tương ứng với những cái dòng hoa của gia đình em có ngày hôm nay. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã về thêm những chậu chồn trắng hay gọi là chồn bạch tuyết, là một trong những cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm. Nếu mà chồn bình thường, chồn rừng dạ thì nó là có màu tím trắng, còn đây là chồn trắng. Nếu mà là hàng rừng thì chồn trắng này là cái hàng chồn đột biến đúng không ạ? Và bên Thái họ rất là giỏi, họ đã lai tạo ra được một cái dòng chồn hoa màu trắng và cực kỳ là sai bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và cái lô ngày hôm nay về là to hơn cái lô ngày trước rất là nhiều, nên là cơ hội cho anh chị em nào yêu mến những cái chậu chồn trắng này nhá. Mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 8 cho đến 10 cm như cả nhà đang nhìn đây ạ. 8 cho đến 10 cm, bản lá của nó là hơn 2 cm một tí. Và cái chiều ngang của nó là từ 35 cho đến 40 cm, rất là to, to hơn cái đợt trước rất là nhiều. Và mỗi một chậu của nó từ 4 cho đến 5 cặp lá này, có cây nó còn nhiều hơn, đó, cây này nhiều nhất này. Đó, nhưng mà không có nhiều, có đúng một cây thôi. Đó. Chủ yếu là từ 4 đến 5 cặp lá nhé cả nhà nhé. Đây, em lấy cho cả nhà xem đây. Xinh cực là xinh luôn, 5 cặp lá này. Đấy, rất đẹp luôn. Và đối với chúng ta chơi lan thì chúng ta chơi mặt bông đúng không ạ? Nên là cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng chồn trắng này thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé.